Em xin chào các bác chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn và tiếp tục hôm nay em sẽ làm clip thanh lý nồi cơm điện hàng tải nhật nguyên bản nguyên xin những nồi cơm này là em chưa có kim điện tết nha số lượng rất là nhiều đây Tầm 50 cái nồi cơm như vậy em thanh lý hết luôn nha không bán lẻ không xé lẻ với giá là 300.000 một nồi đảm bảo bao đủ đồ tức là sẽ có nồi và son đầy đủ không có thiếu đồ cho mình số lượng hàng về rất là nhiều chặt cứng cái kho chặt cái nhà lắm luôn thì khoảng năm chục sáu chục nồi gì đó thì em bán hết bán xô ngang hết hàng về chưa vệ sinh chưa ghim điện test em bán mù bán mão ngang như vậy giá này là giá thanh lý dưới giá vốn không có ai dám bán cái giá này hết em muốn thanh lý cho chống kho nha mặt hàng chủ yếu của em là bây giờ chỉ là âm thanh thôi còn mấy cái này về dính trong lô thì em thanh lý lỗ thì các bác nào có nhu cầu mua thì mua hết em có xé lẻ nha còn đối với khách hàng mà mua lẻ một hai cái thì em không có bán giá này tại vì đây là giá thanh lý chọn lô giá lỗ à, để cho các bác nào có nhu cầu mình mua về á mình dọn mình bán lại còn à, giá lẻ thì các bác à, vui lòng vào zalo 0931008099 nhân viên sẽ chào giá lẻ cho mình còn trên clip này là em thanh lý hết năm chục sáu chục bảy cái nồi cơm gì đó em chưa có đếm chính xác luôn em sẽ đếm chính xác và báo cho mình vào zalo khi các bác có nhu cầu mua cả lô nha Em thanh lý chỉ có 300 ngàn một cái bao đủ đồ Tức là mình sẽ có son và nồi đầy đủ Không có thiếu đồ nha Em bán xô bán ngang như vậy Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện Mình vui lòng cọc giúp em 50% còn năm thì nhãn hàng thanh toán cho bưu điện giúp em bên em bán hàng không bao ship nguyên bản nguyên riêng à, nguyên bụi nhật luôn nha em chưa kim điện tết chưa vệ sinh chưa kiểm tra em sẽ bao đủ đồ cho mình gồm có son và nồi đầy đủ nha còn cái nào không đủ đồ là em có bán tính tiền với mấy bác em chỉ lựa những cái nào đủ đồ em ship cho mình thôi trước khi ship đi nhân viên của em sẽ chụp À, số lượng của nồi và quay clip đủ đồ cho mình xem rồi mới tiến hành xếp hàng nha rồi bây giờ em xin kết thúc clip mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại cũng như zalo 0931008099 giúp em